Vâng, kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Ma Cao Đổ Bãi. Trong video hôm nay là thứ mấy, là thứ sáu đấy à? Buổi sáng thứ sáu rồi các bác ơi, buổi sáng thứ sáu rồi. Hôm qua em không lên video quên mất ngày. Buổi sáng thứ sáu ngày 23 tháng 8 các bác nhá. Một ngày mới, một buổi sáng mới, kính chúc tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đang xem video như theo dõi kênh vợ chồng em một ngày mới thật là nhiều điều an lành. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Vẫn hôm qua em có một chút việc nên là em không lên video được, mong các bác hết thông cảm vậy. Thì hôm nay em lại lên các bác, vẫn có nồi cơm thôi. Chính thì nhà em thì vẫn bán nồi cơm hàng nội nhiệt, hàng đã qua sử dụng rồi. Đấy, tất cả các chức năng em sẽ bao test cho các bác và trên video em sẽ báo bác rất là rõ ràng. Đấy, rất là rõ ràng. Thì đây là kênh bán hàng của nhá, YouTube Ma Cao Đổ Bãi, số điện thoại cộng Zalo mua hàng 0969885008 các bác nhá. Đấy, tất cả em bán là hàng là nội địa Nhật, hàng đã qua sử dụng rồi. Đấy, sử dụng áp 100 110V, vẫn lưu ý 100 110V nhá. Tại vì em bán hàng không nhận cọc, bác nhận hàng là quyền kiểm tra hàng sau đó mới thanh toán. Đấy là cách tự bán hàng của nhà em. Đấy thì ngoài ra em có bán thêm cái bộ đổ điện của công ty Nat Sana Việt Nam, công suất 2kVA, 3kVA để các bác sử dụng cho nồi cơm, bếp từ cũng như là nồi chiên không dầu của Nhật các bác nhá. Đấy, bác nhà mình chưa có bộ đổ điện mà thấy cái giá nhà em nó phù hợp thì các bác vào ủng hộ vợ chồng em thêm bộ đổ điện. Đấy, thì tất cả giá em báo là có tiền ship rồi các bác nhá. Đã nhận hàng thì chỉ trả bằng này tiền thôi. Còn đây là bộ 2kVA dây nhôm vỏ sắt có giá là 500.000 đồng. Còn đây là bộ 2kVA dây nhôm vỏ nhựa có giá 550.000 đồng. Đấy các bác mà thấy nó ưng ý thì ủng hộ vợ chồng em thêm bộ điện nhá. Tất cả hàng của công ty của Nat Sanda, hàng công ty chính hãng các bác nhá. Đấy. Thì ngoài ra em có bán thêm cái muôi của Nhật, cái muôi của Nhật 50.000 một cái, bác lưu ý em bán thêm nhá, thì em không tặng kèm, em bán, bác nhu cầu mua thì liên hệ nhá. Đấy, bác có mua nồi cơm hay là đổi nguồn hay cái gì đó thì em sẽ đóng kèm với cái muôi này vào thì các bác không mất tiền cước, tiền ship. Còn nếu như bác mua cái muôi lẻ hay không thì các bác sẽ mất tiền ship nhá, 50.000 một cái bác nhá, 50.000 cũng ship nếu bác mua muôi không, còn nếu mà bác mua kèm thì không mất tiền ship. Đây là cái muôi các bác nhá. Đấy, thì các bác vào xem video ủng hộ vợ chồng em nút like, bác nào chưa đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng em một lượt đăng ký kênh, cảm ơn các bác rất là nhiều. Và lau qua cái mặt đấy em vào việc các bác nhá, vào việc luôn. Đấy, địa chỉ bán hàng nhà em là ở Trần Phú Hoàng Mai Hà Nội các bác nhá, địa chỉ Trần Phú Hoàng Mai Hà Nội. Em bán hàng có bảo hành nhá, tất cả các sản phẩm trên 500.000 em bảo hành 3 tháng nồi cơm đó ạ, các sản phẩm dưới 500.000 em bảo hành 1 tháng nha các bác nhá. Đấy, còn tất cả các sản phẩm như nào thì em sẽ báo rõ các bác, thời hạn bảo hành nó khác nhau. Đấy, ví dụ như là cái đổi nguồn thì bảo hành 1 năm này, nồi cơm là bảo hành là 1 tháng đến 3 tháng này, còn robot em chỉ bảo hành 1 tháng thôi các bác nhá. Đấy, lưu ý như thế. Đầu tiên thì em sẽ lấy cho bác một em Tiger cao tần áp suất 2B có mã là GBBVK nhá, GBBVK màu trắng này các bác ngắm giúp em. Đấy, rất là đẹp, con này gần như là hàng thiếu thùng các bác nhá. Đấy, gần như là hàng thiếu thùng thôi. Tất cả em test áp suất bao nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, nên là nhiều bên người ta bán người ta sẽ cắt áp suất đi để nó khỏi xì, nhà em bán là còn nồi áp suất là còn áp suất nhá. Đấy, xì em báo xì. Đấy, con nào xử lý em báo xử lý nhá. Xử lý ở đây nhà em là gì chứ không phải nhiều bên xử lý người ta sẽ cắt áp suất đi, các bác không biết đâu. Đấy, xử lý là lại sẽ nâng những cái điểm này lên cho nó hết xì thôi. Đấy, có nghĩa là sử dụng lâu rồi thì nó cái răng nó không còn được như ban đầu nữa, mà nó sẽ bị co lại một chút hay là nó bị biến dạng một chút vì nhiệt độ cao mà các bác. Đấy, thì nó sẽ em sẽ xử lý bằng cách là hơi nâng cái xoong lên một tí cho nó hết xì, nhưng những con này là nguyên zin nguyên bản lắm nhá. Đấy, còn những bên khác thì để hết xì người ta sẽ cắt cái áp suất trong này đi. Đấy, bác không thể, nhiều bác không thể biết được đâu. Đấy, đầu tiên là một em Tiger cao tần áp suất bi, sản xuất năm 2016, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W, min Japan nha các bác nhá. Min Japan. Đấy, đáy điếc này nè, không bể vỡ nhá. Min miếc ngon lành nhá, rất là sạch đẹp này. Các bác nhìn thấy không? Tỷ lệ xước gần như là rất ít, con này gần như là hàng mới tinh các bác nhá. Lại mặt trên đây. Phím không bong tróc phồng rộp này. Đấy, con này giá sẽ cao hơn một chút các bác nhá. Đấy. Đấy. Tất cả hàng em đã test cơm rồi. Đấy, bán có bảo hành và có test cơm. Đấy, bao ship nên giá nó sẽ cao hơn các bên bán buôn, các bác không thể so sánh kênh em bán buôn được. Đấy. Tiger, đấy, nấu này. Đấy. 15 phút cuối nó hiện phút nha các bác nhá, nó không hiện phút ngay từ ban đầu đâu. Các bác lưu ý giúp em. Đấy. Hâm cơm thì nó có đây nút hẹn giờ cơm chín, đã hẹn giờ nấu cơm còn chưa rán này. Đấy. Đấy. Hâm cơm nó hai chức năng nhá. Đây là hâm 6 tiếng, nó có số 6 đây thì như các bác ấn phím hâm này, nó chỉ hâm đấy, đây là 6 tiếng này. Và ấn nút giữ này. Giữ hâm này thì sau 6 tiếng thì nó sẽ hết hết hâm nhá. Còn nếu chúng ta để ở chức năng hâm liên tục thì nó sẽ hâm liên tục cơm nhiều bác. Đấy, nhiều bác không biết là sao, và sao tôi nấu tối nay sáng mai nó nguội tanh ngắt là có đang để chế độ hâm 6 tiếng. Đấy. Tất cả các phím chức năng hoạt động tốt các bác nhá. Chuông còi kêu to, nấu cơm này, hẹn giờ cơm chín này. Giờ phút. Đấy. Nấu. Ok chưa ạ? Màn hình sáng đẹp các bác nhá. Đấy. Nói chung con này em đánh giá là
đẹp phải đến 95-97% từ trong ra ngoài. Đấy. Từ trong ra ngoài nhá. Ngắm lại này nữa này. Mặt mũi đây không xước sát một tí nào nhá. Dưới sức răm thì có các bác nhá. Đấy, đây. Và nhìn này. Con này gần như là hàng thiếu hàng thiếu thùng. Răng xanh mướt này. Và những con như này thì làm sao mà nó xì được, đúng không ạ? Nó mới như này cơ mà. Áp suất bi là bác nhìn cụm bi này còn mới tinh này. Đấy, bên trong này nhá. Còn trắng bóc nhá, cụm bi mới tinh là chưa hề canxi nhá. Con này chưa hề có một tí canxi, con này gần như người ta chưa sử dụng nữa sao. Trong phủ gốm sần nó đẹp từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài. Tôi bán từ đầu đến giờ mấy con tigơ con này là con đẹp nhất không nhá. Con này là con đẹp nhất từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. À. Đây là bẩn đâu nhá, bẩn. Trong lòng này. Mới tinh nhá. Đây. Em nào đảm bảo này các bác, mới tinh các bác nhìn từ cái hộp hơi này. Này. Trắng bóc đúng không ạ? Đấy, hộp hơi trắng bóc này. Trong đây. Con này rất là mới, gần như là hàng thiếu thùng xốp thôi các bác nhá, hàng thiếu thùng xốp thôi. Răng xanh này. Đấy, nòng đẹp này. Trời cao 2016 nhá. Hàng thiếu thùng xốp các bác nhá. Một con duy nhất các bác nhá, một con duy nhất. Con này là bảo các bác từ ngoài vào trong đẹp khoảng 95-97%. Mã số 1 ngày 23 tháng 8 được các bác 2,2 triệu. 2,2 triệu các bác nhá. Giá này có bảo hành và có bao ship nhá. 2,2 triệu. Hiếm có con nào đẹp như này đấy các bác. Gần như là đẹp như này thì nó cũng có nhưng giá nó sẽ cao đúng không ạ? Tiếp theo đến bác một em Banavat nhá. Giá bình dân, cao dần IH. Đầu tiên là cao tần áp suất 2 bi, áp suất kép nhé. Bên Banavat này, pin biết con này 6 giờ 45 phút. Đấy, thành quách đây. Những con này thì bền nó không? Bền, cứ cắm là chạy thôi. Đấy. Mặt mũi đây, em có biết han ở cái mép này các bạn nhá. Nó luôn là han thì cái nano làm gì đúng không ạ? Mép đây. Đấy như này là không bể vỡ nhá. Vệ sinh các bác sạch bóng rồi. Sản xuất 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1100W nhá, 1100W. Đấy. Ngắm chút nhá, dây còn đẹp này, dây còn đẹp nhá, sạch sẽ này. Phích còn rất đẹp nha các bác nhá. Banavat cứ cắm là chạy thôi. Đấy, nấu đây. Thủy này, hâm cơm này. Đấy. Thủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này, giờ. Phút này. Đấy, các phím. Em test cơm rồi nhá, trên video em bấm lại các phím cho các bác xem. Để các bác biết điện đó mới nào, để khi các bác nhận hàng mà không có đồ để thử thì các bác cứ tự tin nhận hàng giúp em nhé. Không vấn đề đâu, có vấn đề thì em còn bảo hành bảo trì mà. Menu này. À. Còn đồ điện tử nó không may nó có lỗi thì chúng ta cứ bình tĩnh để xử lý thôi các bác ơi. À. Còn nhà em thì từ khi em bán nồi đến giờ em chưa bao giờ em thoái thác hay em từ chối cái trường hợp bảo hành nào. Đấy. Vấn đề gì mà giải quyết được ở nhà các bác thì em sẽ hướng dẫn các bác tận tình giải quyết tận nhà. Tại nhà, còn nếu mà không giải quyết được thì cứ gửi về đây cho em. Để em sẽ xử lý em ngon lành em gửi cho các bác, nếu không xử lý em sẽ báo các bác. Được chưa ạ? Loang xanh nhá, loang xanh. Đấy, loang xanh mướt này. Đẹp đệ sạch nhá các bác nhá, sạch bóng luôn này. Con này rất sạch nhá. Đây. Nòng nồi đẹp này. Nòng nồi đẹp nhá. Đẹp chưa ạ? Ống ánh kim tuyến nhá. Không có chấm chóc gì hết nhá. Sức mua thì có nhá, sức mua, sức mở thì có bác nhá, chấm chóc là không, bao bác không chấm chóc phòng dột được chưa ạ? Ngắm giúp em nhá, nhiều lúc em quay nó kỹ này để bác cùng chiêm ngưỡng cái nồi, đánh giá cho nó kỹ, không em tả nó không hết được. Cứ quay cho bác xem, thật kỹ, thật tỉ mỉ, chi tiết. Ngoài đáy còn đẹp này, đây thì hơi sức một tí thôi này, bốn xung quanh sạch bóng này, đấy, mạ đồng vàng xóe nhá. Đấy. À. Hàng đã qua dụng thì khó tránh khỏi bác nhá, nhiều lúc đấy em cứ quay kỹ như thế. Đấy, bên trên này sạch chưa? Nó vẫn có những cái chấm mờ mờ xíu xíu nhá, nhìn kỹ tinh thì dễ ra các bác nhá. À, đây này, em chỉ này. À, bác nhìn thấy không? À. Về các bác này bảo là em bảo đẹp như thế mà về đây nó là một vài hạt cát nhỏ xíu này mà mày bảo nó đẹp. À. Mã số 2. Ngày 23 tháng 8 này có là 680k. 680.000 nữa nhá. Đấy. 680.000.
rất là đẹp đúng không ạ, mới tinh, long xanh nòng đẹp, ngoại hình một vài điểm tấn cá mờ xíu thôi. Tiếp theo là bác một con X8 này, Tiger Ta Cúc nhé. 6 giờ 48 phút này. Đấy, mặt mũi đây có chức năng nấu cơm cháy nha. Một con X8 duy nhất nhé. Đấy, con đẹp này. Sản xuất năm 2016 này, dung tích 1 lít điện 100V, công suất dung tích 1 lít 8 điện 100V, công suất 1350W nhá. Thành quách bốn quanh đây, màu rất đẹp này. Chưa hề xước sát nano mới nhá, mặt trên còn rất là đẹp này. Đấy. 6 giờ 49 phút nhá. Miếng nước ngon này. Test cơm cho bác rồi nhá. Có chức năng nấu cơm cháy đây. Bạn nào thích Tiger Ta Cúc hay là Tam Cúc đây, có Tiger Tam Cúc 1 lít 8 nhá. Đấy, 1 lít 8. Dây còn đẹp nhá các bác nhá. Dây còn đẹp. Nhìn ở bên trong trước này, ui con này đẹp. Này đẹp không nhá, này doang đây. À, doang xanh mướt đúng không ạ, 2016, mới tinh này. Đấy. Còn chưa hề canxi nhá, chưa hề canxi bám vào đây. Mặt xi còn đẹp nguyên này. Mặt xi còn đẹp nguyên này. Đấy. Nòng nối đẹp nhá, nòng nối đẹp. Vết sự môi là có nhá. Sự môi là có này. Đấy. Chấm chóc là, nó nhìn kỹ giúp em là có không? Đẹp nha các bác nhá, con này đẹp đấy, nòng rất đẹp đấy nhá. Đấy. Ngoài đây, ngoài đáy thì hơi sức một tí này. Đấy. Còn lại bốn xung quanh sạch sẽ này, đấy, bên trong đấy nhá, trong sạch đẹp đấy. Em đánh giá nó nòng này nó rất đạt rồi. Đi 8 bác nhá, đi 8. Em thấy anh em bên Nhật nó nói anh em đi xuất khẩu lao động bạn bè mà. Và nít 8 ở bên Nhật đa phần người lao động các nước nó đến thì người ta dùng thôi, còn người Nhật người ta không dùng đâu. Nên là tại sao nồi nít 8 nó tháng 2 chấm chóc như vậy. Người Nhật người ta đa phần người ta dùng nồi 1 lít thôi các bác, vì người ta ăn cơm nó ít lắm. Còn những cái nồi nít 8 này thì đa phần là dân các nước đến lao động xuất khẩu lao động, không phải là ở chung với nhau đông ấy thì dùng cái nồi to thôi. Không biết là có đúng không, đến thông tin thì em thấy bạn em nói đấy nha, chứ không phải là em cũng chưa đi Nhật đấy. Thì có những bác mà bác đã đi rồi thì bác lại cười cho không đúng, các bạn lại cười cho, thì em đấy là thông tin em anh em bạn bè em về em nồi cơm thì em cũng hỏi mà, thì em bảo là bên đấy đắt lắm. Gửi này đấy, hâm cơm này đấy, gửi này có chức năng nấu cơm cháy không nhá. Đấy, cơm cháy này đấy, menu này rất là êm. Gửi này, hẹn giờ cơm chín này. Con này là không hiện phút ngay từ ban đầu đâu nhá, 15 phút cuối nó mới hiện. Đấy, đời kể cả dòng Ta Cúc hay là cái form này đời cao, đời đến 19-20 nó cũng không hiện phút đâu nhá. Đấy, nó phải đời, nó phải form khác cơ. Ok, dây còn rất đẹp nhá, các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to. Đấy, dây còn đẹp này, đời 2016 nhá. Đấy, nít 8, nòng còn rất đẹp, răng xanh nòng đẹp này. Răng xanh nòng đẹp mã số 3. Ngày mùng 23 tháng 8 này bác, 2 triệu nhá. Một con thôi các bác nhá, 2 triệu Tiger Ta Cúc. Đấy, mặt trên rất đẹp. Tiền nào của đó thôi các bác nhá. Đấy, giá thành thì em bán nó sẽ hơi cao hơn các bên khác một chút, mong các bác thông cảm vậy. Tiếp theo một em Na Van Tròn, Na Tiêu Na. Em xem có cái nắp nào đẹp hơn cái nắp này không. Em nhớ là nhà em có mấy con mà nắp đẹp lắm mà. Đây rồi, khói rồi. Nhìn đồ thì không thiếu các bác. Con này nó vận chuyển nó bị thấy mất một cái miếng ở đây. Đây, tại sao thay vì đây, có nhìn thấy không? Đây này. Đấy, nó vỡ một miếng ở đây. Đây con này mới tinh nhá, hai con đẹp như nhau. Để thay cái núm nó sang cho các bác cho nó đẹp. Được chưa ạ? Đẹp nhá. Đấy, con này để lại tính sau. Nó vỡ ở đây mà. Đấy, vận chuyển nó tì và nó vỡ thôi. Thì em có đồ em thay các bác luôn. Đấy. Làm sao cái nồi trên tay các bác nó phải nguyên, nó phải đẹp nhất, không có là phải chịu thôi. Nationa các bác nhá, nấu này, hai bước nấu IH, đấy. Nấu nhanh mà ấn hai lần nhá, đấy là nấu nhanh. Thủy này, hâm này, đấy. Thủy này, đấy. Menu này, các chức năng nấu ăn này, bền lắm các bác. Hẹn giờ cơm chín này, giờ phút nấu. Bọn này thì em bao các bác bền nhá, chạy bao nhiêu lâu rồi, cứ cắm điện là chạy thôi. Này, con hút hết nha các bác nhá. Mấy em Nationa hai bữa nấu IH mặt mũi đây, các bác nhìn chưa nha. Con này thay pin rồi nhá. Đấy. Thành quách đây. Đấy nước đây, thay pin vệ sinh sạch bóng rồi nhá. Đấy. Sản xuất 2007, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1001 nhá. 2007 điện 100V, công suất 1001.
Đấy, dung tích 1 lít nhé. Mặt trên này còn rất đẹp này. Đây một vài điểm cấn cá mờ do quá trình vận chuyển thì không thể tránh khỏi. Đấy, mặt mũi này chưa bị xước nhé, chưa bị xước ở đây. Bốn xung quanh chưa bị han. Được chưa? Màn hình còn sáng nhé. Chuyện đó là ngon lành rồi. Đi ở bên trong. À, loang này, loang xanh mướt nha các bạn, loang xanh mướt, mềm, loang xanh mềm này. À, bốn xung quanh đây, sạch bóng nha các bạn nhé, sạch bóng này, mềm. À, này. Trong quá trình nấu ăn thì các bác lưu ý những cái con dòng na với dòng bana thì nó sôi rất là khỏe nha, nên là cái hơi cơm ấy nó sẽ bị tấp lên đây rất là nhiều, nên hàng ngày các bác lưu ý là lấy khăn mềm vệ sinh giúp em nhé, để cái nồi nó luôn được sạch đẹp, nó sạch sẽ nhé, thì đảm bảo vệ sinh cho các bác. À, mình dùng 1 tháng chắc khi bằng bên Nhật người ta dùng 4 năm, mình dùng 3 tháng là bằng bên kia dùng 3 năm. Có những cái nồi gửi với em bảo hành các bác dùng một thực sự là không nhận được cái nồi mình nữa. Đây nòng con này thì không thể chê được đâu vào đâu được rồi. Ông anh Kim Tuyến nhá, bao các bác không tì vết nhá, con này riêng con này bao không tì vết. Đấy, một vài điểm xước thì chấm cho sử dụng thì có nhá, còn bong chóc là không nhá. Ông anh Kim Tuyến luôn này, từ trên xuống dưới được chưa ạ, nhằm quay các điểm các hướng nhá, bác ngắm. Đấy, 2007 bác nhìn cái nếp chống dính của nó còn bên như này cơ mà, bên ngoài đây. Đấy, inox này, sáng quắc nhá, soi gương được này. Đấy, đẹp nhá các bác nhá, sạch sẽ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bao bác không tì vết. Đẹp nhá các bác nhá. Để bác con này bao nhiêu, mã xuống 4. Ngày 23 tháng 8 đây bác, 880.000 thôi nhá, cả ship đấy, Natuna đã thành quách bên ngoài đây. Sạch sẽ đẹp đẽ nhá, một tí cấn ở đây coi nhá. Đấy, báo bác rõ ràng. Tiếp theo này bác Bana Sonic vuông. Hôm nay Bana nhiều quá nhá, Bana. Bana nhiều, tao hỗ trợ nó nhá. Bana nó bền thì em bán thì bác thấy từ xưa nay em bán Bana thì vẫn là nhiều nhất. Vì tại sao nó rất là bền, bán những dòng này thì yên tâm, rất là ít khi no bảo hành bảo trì. Đấy là không bể vỡ này, một em Panasonic trắng này, sản xuất 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W nhá. Đấy, sản xuất 2014, thành phách bốn quanh đây, ngắm giúp em. Màn hình sáng nhá, đây có vết sức mờ đây này, phím không bong chóc, phồng rộp nhá, mặt đẹp, 6 giờ 55 phút. Đấy, Bana thì bền lắm các bác, đấy, dây còn rất đẹp này, dây còn rất đẹp. Nấu này, nhỏ gọn nhá, bền, đầy đủ các tiêu chí của bác như nấu cơm tiết kiệm điện, nấu nhanh, nấu cơm ngon, cơm dai. Đấy, nấu gạo nứt nhá, gạo nứt nảy mầm, gạo không vo, đủ cả bác nhá, hẹn giờ cơm chín. Nói chung là nó tất cả nồi cao tần Nhật thì các chức năng nó cũng xem nhau thôi, nó cũng không có gì quá khác nhau đâu. Thủy này, hâm cơm này, thủy này. Đấy, menu này. Đấy, ok thôi nhá, các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to, dây còn đẹp, dây còn đẹp. Loang đây, loang xanh nhá, loang xanh, loang rất xanh, loang xanh này, sạch sẽ nhá, màu trắng này, sạch sẽ. Nòng nồi đây, đấy, sạch sẽ này, đáy hơi sức một tí xíu thôi, trong là phủ kim cương nhân tạo bác nhá. Bên trong đây, bên trong có vết chấm cám nhỏ xíu nhá, có chấm cám nhỏ xíu rồi. Đây, bao không dính cơm nhá, yên tâm chị ạ. Ngoài rất là sạch sẽ, ở bên trong là một vài điểm chấm cám với sức đông mèo mờ, đảm bảo các bác không bao giờ dính cơm nhá, không bao giờ dính cơm. Cảm ơn các bác như vậy, dính cơm tặng các bác cái nồi ngay. Đấy, đấy bác nhìn thấy có chấm cám nhá, trong sạch sẽ này, rất là sạch, có chấm cám. Đây, điện đó ok các bác nhé, màu trắng, mã số 5, 23 tháng 8 là 820k, 820.000 cả ship thôi nhé, 820.000 cả ship này, 820.000 cả ship giá bình dân thôi nhé. Này, tiếp theo nên bác một em do UFC cao tần IH này, mặt mũi đây, pin biết ngon lành nhá, 6 giờ 58 phút, sản xuất năm 2014 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1105W. Đấy, mỹ in ra ban nhá các bác nhá, 1 lít lại thành quách bốn quanh đây. Đấy, đây có điểm xước ở đây rồi, xước đây.
mặt trên đây, mặt trên đây, ngắm giúp em. Mặt còn rất sáng nhá, điện đó ngon này. Đấy. Có vào xem video ủng hộ chồng em nút like nếu mà các cảm thấy giá thành nó phù hợp thì ủng hộ chồng em, còn bác thấy giá thành nó chưa phù hợp thì các bác xem giải trí cho vui, ủng hộ chồng em thêm nút like, cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, con bò này gửi này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, giờ này, nấu này, được chưa, các phím hoạt động tốt nhá, nhạc dạo đầy đủ nhá, hâm cơm này. Đấy. Đấy. Xem nhanh 8 phút này. Hủy này. Menu này. Hủy này. Cả hồng vo này. Các phím động tốt nhá. Bác ấn vào chính giữa các phím nha các bác nhá. À, chính giữa các phím. Hoạt động tốt, chuông còi kêu to. Được chưa ạ? Loang xanh. Loang xanh mướt này. Loang xanh mướt. À, mặt trước mặt sau đây. Con này thì bên trong thì không có điểm trừ nha các bác nhá. Các bác nhìn bên trong lòng chưa? Khiếp chưa? Đấy. Bác nào mua con này về sử dụng quá ok này, nhưng mà nhược điểm nó là cái phần mép trên này nha em. Đây phần mép trên này. Đấy, nó bị cà. Không biết nó làm kiểu gì mà nó xước được cái mép trên này. Đấy, bốn quanh mép là bị xước này. Đấy, nhưng bên trong thì không thể đẹp hơn được rồi, đúng không? Đấy. Nhìn bên trong đẹp chưa? Đấy, phần nấu cơm thì rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy, nhưng mà sự nhược điểm nó là ở phần trên nó bị cà cái mép này nhá. Đấy. Bên ngoài đây sạch bóng này, ngoài sạch bóng này. Đấy, bên trong đây là nhược điểm ở trên này nhá các bác nhá, trên phần trên này thôi, nhưng phần trong thì đẹp, rất là đẹp nhá, phần trong thì rất là đẹp rồi, bóng nhá, lớp chống dính có nhìn thấy không? Đấy, bóng đanh kinh thùng khủng luôn. Đấy, nhược điểm ở trên này nhá. Phần đấy chúng ta nấu cơm thì nó không ảnh hưởng gì đến tận phần trên nhá, nhìn thì nó không được đẹp thôi, quan trọng là phần dưới nấu cơm hàng tiếp xúc với cơm hàng ngày rất là đẹp rồi. Để bao tiền đây, 650.000 các bác nhá, cả ship nhá, 650.000 cả ship, mã số 6 ngày 23 tháng 8 6 thì 650. Đấy. Rất là đẹp bên trong này. Đấy. 650 các bác nhá. Số 7 nên là bác một em à. Bana van dài phun sương mù à. Màu trắng này là có chức năng nấu cơm cháy nhá, mặt trên là có chức năng nồi em đánh sạch bóng lên các bác rồi, rất là mất thời gian nhá, đánh sạch bóng rồi 7:03 này, mặt mũi chỗ này không bị xước này, đáy đi nền là không bể vỡ này. Đấy, không bong chóc phồng rộp đó nhá, sản xuất năm 2016, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W này, 1200W nhá. Đấy, không có sức nano này. Đấy, pin biết ngon lành nhá, mặt trên này rất đẹp này. Đây tí cấn nhá. Đấy, cái phần sơn phủ bên trên inox nó không ăn nhá. Một thời gian nó bong thì em lại đánh luôn cho bác rồi. Bong thì đánh luôn. 7:03, Bana van dài phun sương bùa. Nấu đây. Đấy. Hủy này. Hâm này. Hủy này. Menu này, chọn thứ chức năng nấu ăn này. Đấy, cơm cháy này. Mũi tên chỉ xuống cái chữ đầu tiên dòng dưới, ấn nấu là ra cơm cháy nhá. Đấy, là cơm cháy như thế. Cơm cháy ngon các bác nhá. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này, giờ phút nấu. Đấy, test cho bác tất cả chức năng rồi. Yên tâm sử dụng thôi. Đi ở bên trong. Đấy. Doang xanh này. Doang xanh đẹp sạch sẽ các bác nhá. Doang xanh đẹp sạch sẽ. Mặt trước mặt sau con này cũng chưa hề canxi bám nhá, chưa hề canxi bám. Đấy. Nắm giúp em. Sạch sẽ nhá. Nòng xoong đây. Nòng xoong đây. Có vết sứt lông mèo chỗ này nhá các bác nhá. Đấy đấy đấy, nhìn thấy chưa? Đấy. Chỗ cái hướng 9 giờ ạ. À, 9 giờ có một vết sứt lông mèo. Và là hướng 12 giờ này. Đấy, có một cái chấm cám nhá. Xong zin chuẩn nhá, xong zin chuẩn. Xong zin chuẩn nhá. 1 2 điểm chấm cám mờ xíu thôi các bác nhá. Test dọn cho các bác ngon lành rồi. Pin biết thay ok rồi.
mặt inox này sạch sẽ, dễ vệ sinh. Trên này được chưa? Để bác con này 860.000 nhá, 860.000. Bana van dài màu trắng có chức năng nấu cơm trắng, sạch sẽ luôn. 860.000. Mã số 7 ngày 23 tháng 8, 860 này, 860.000 thôi nhá. 860.000. Tiếp theo lên bác một em Hitachi mỏ vịt à, cao tần áp suất bi đây. Hitachi mỏ vịt cao tần áp suất bi 7:03 rồi à. Nếu có cái tem vàng vàng ở đây là cái gì đây? Sản xuất năm 2020, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1400W nhé, 1400W. Toàn bộ tiếng Nhật nhé. Ngắm giúp em thành quách con này rất là đẹp này. Sạch sẽ cho các bác. Mặt trước mặt sau này, gần như hàng mới đúng không ạ? 7:04. 7:04. Tết cơm này các bác nhé, tết áp suất không xì nhé, không xì đâu. Nấu đây. Đấy. Chạy ngon lành, bon bon. Hủy này, hẹn giờ cơm chín này, đi ngon, đi cẩn thận thôi à. Nấu này, hủy này, hâm cơm này, phím hâm bên ngoài các bác nhá. Đấy. Hủy này, menu các phím hoạt động tốt nhá, chọn chức năng nào sẽ hiện chức năng đó, phút chức năng đó bác nhá, rất là dễ sử dụng. Còn nhìn thấy sạch mới chưa, gần như hàng thiếu thùng nhá. Đấy, ngoại hình thành quách thì 9.5 rồi. Hitachi mỏ vịt đời cao 2020 nhá. Đấy, doang đây. Doang đây, xanh mướt nhá. Doang xanh mướt nhá, sạch sẽ này. Mặt trước mặt sau. Doang xanh mướt các bác nhá. Đấy. Doang xanh mướt. Cao tần áp suất bi nhá. Bi đây, bi lớn nhá. Cao tần áp suất bi. Xong đẹp này. Xong đẹp này. Xong gai nhá, đẹp các bác nhá. Xong gai đi. Ngoài đây, bên ngoài gần đi nào. Chiêu tí xước nào các bác nhá. Chiêu tí xước nào luôn. Bốn xung quanh đây. Đấy, cùng ngắm nhá. Bên trong này. Mưa này ngoài trường ngập không con? Mình. Mưa này ngoài trường ngập không? Này. Sạch bóng luôn nhá. Con này rất là mới luôn, sạch sẽ các bác nhá. Răng xanh nòng đẹp, ngoại hình đẹp. Đấy. Hitachi mỏ vịt cao tần áp suất bi nhé. Đấy, các bác cứ tìm hiểu nghiên cứu kỹ trước khi mua. Đấy. Mã số 8 ngày 23 tháng 8, các bác 1.150.000, 1.150.000 đâu nhá. Vì tại sao? Bạn thấy nó đẹp từ ngoài vào trong đúng không ạ? Tiền nào của đó thôi. Đã còn test dọn cho các bác rồi. Đấy. 1.150.000. Đây, em bác một em Panasonic vuông nhá. Đấy. Em Panasonic vuông mặt vân đá này. Panasonic mặt vân đá 7:07 nhá, mặt vân đá. Bốn xung quanh thành quách đây. Sản xuất năm 2017 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, 1200W. Được chưa ạ? Đáy lít này là không bể vỡ nhá, ngắm kỹ giúp nhá. Đấy, mặt trên này, mặt vân đá nhá. Màn hình còn sáng này, không bị xước này. Đấy. Nấu đây. Hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, nấu đây. Đấy. Hủy này, hâm này. Đấy. Hủy này, chọn gạo này, gạo không vo này, gạo nứt này, nứt này mâm này. Hủy menu. Các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to, dây còn đẹp này. Dây còn đẹp nhá. 2017 Panasonic vuông. Đi ở bên trong, đấy, doang đây. Đấy, hơi ám màu nó một chút xíu được các bác nhá, còn rất mềm. Xanh sạch này. Đấy, mềm. Xanh sạch các bác nhá. Ám màu nó một chút xíu rồi. Được chưa? Mặt đây. Đấy. Ngắm giúp em nhá. Đấy. Gạo nứt thôi các bác nhá, còn rất là mềm, ngoài xanh này. Nóng nồi đây. Ngoài này các bác này, áo ngoánh kim tuyến này, hơi xước nhá. Bốn xung quanh đây, bên trong phủ kim nguyên nhân tạo nhá.
Đấy, nhưng rất tiếc là bị một vết chấm duy nhất rồi. Đây. Đấy, mình nhìn thấy chưa? Một vết chấm thôi. Còn lại bao bác này. Đấy, một vết chấm duy nhất nhá. Đấy, con này giá bình dân thôi nhá. Một vết chấm duy nhất. Rất sạch sẽ nhá, đẹp này. Đấy, một vết chấm thôi, em để điểm này bác nhìn thấy một vết chấm nhá. Được chưa? Ngoài sạch sẽ nhá. Một vết chấm duy nhất bên trong này. Bên trên đây. Ngắm giúp nhá. Một vết chấm duy nhất không nhá. Để bác này 690 nghìn. Được chưa? 690 nghìn. 2017 thôi nhá. Mã số 9 ngày 10 ngày 23 tháng 8 690. Giá này có cả ship được không nhá? Giá này có cả ship rồi. Cả bảo hành các bác nhá. Cả ship cả bảo hành rồi ạ. Mã số 10 thì các bác 15 bana. Có chức năng nấu cơm cháy nhá, bana đen. À, con này hết pin nhá, em sẽ thay pin cho các bác, được chưa ạ? Bana đen. Đấy, có chức năng nấu cơm cháy nhá. Đấy, thành quách bốn quanh đây, có vết cấn này. Chưa bị han mấy nhá, cấn mờ thôi các bác nhá. Đấy. Chỗ này thì em tháo ra thay pin em sẽ nắn cho các bác. Sạch đẹp nhá, sản xuất 2010. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200. Có chức năng nấu cơm cháy, dây này, còn đẹp này. Xanh đẹp nha các bác nhá. Nay thì nhiều banana đúng không ạ? Nấu này. Banana thì bền các bác nhá. Yên tâm. Đấy. Quý này. Hẹn giờ cơm chín này. Giờ phút nấu. Quý hâm. Quý menu. Các phím hoạt động tốt rất nhạy nhá. Chuông còi kêu to, được chưa ạ? Chuông còi kêu to. Bên trong đây. Đấy. Răng đây các bác nhá, răng đây. Bản rất dày nhá, rất dày mà rộng nhá. Hơi ám ảo nó một chút xíu rồi, rất dày mà rộng nhá. Mặt inox này, con này cũng chưa hề canxi bám vào mép này nhá. Chưa hề canxi bám mép này, được chưa? Nòng nồi đây. Nòng nồi. Đấy. Ngoài rất đẹp nhá, chưa hề xước sát gì đâu. Bên trong có một vài điểm chấm nhỏ xíu này. Này. Một này, lại nghiêng đi bác nhìn thấy đúng không ạ? Bao bác không dính cơm nhá, nắm giúp em. Không ăn bánh cuốn hay ăn trứng rồi còn? Mì à? Ăn bánh cuốn đi. Mì tôm nóng ruột, trẻ con ăn ít mì tôm thôi. Đấy, có vết một vài vết chấm này, bác nhìn thấy chưa? Một vết chấm nhá. Bao bác không dính cơm nhá. Đấy. Em quay kỹ nhá. Đấy. Được chưa? Bên trong sạch sẽ này, rất là sạch sẽ. Bên trên đây. Đấy. Trong lòng có chấm không nhá. Đấy. Báo rõ các bác nhìn kỹ đi, không đến lúc nhận hàng này bảo có chấm. Để bác con này 760 nghìn. Thay pin nhá, thay pin thành quách đẹp này. Có chức năng nấu cơm cháy nhá. 760 nghìn cả ship nhá. Hết pin thay pin. Mã số 10 ngày 23 tháng 8 760 cả ship nhá. Ba này mặt còn đẹp đẹp này, mặt rất đẹp nhá. Hết pin thay pin các bác. Dạ. Ok rồi, cơm em hết rồi các bác nhá. Đây em còn một con robot em lên cho các bác này. Đấy, test con robot, con này test kỹ rồi. Đấy. Đây bỏ xuống đây để cho nó chạy các bác xem, chạy bon bon. Cứ để cho nó chạy thoải mái đi. Có công tắc nguồn ở dưới các bác nhá, công tắc nguồn ở dưới. Đấy. Có keyboard có kết nối app điện thoại nhá. Đấy. Hôm trước con này là bán rồi. Đấy. Nhưng mà về đấy, hôm trước là có bác ấy báo là nó cứ chạy từ trong này ra này, xong nó quay đầu một cái là tít tít, thì về em cũng bị nhá. Thì nguyên nhân chính là cái gói đường đâu mình. Cứ vứt vứt đi à? Vứt đi à? À đây đây. Đây có gói đường này, nó hút, nó chui vào trong. Nó chui vào trong quả lô. Đây. Cái quả lô nó không quay được, nó bị chui như thế này. Đấy, cái quả lô nó không quay được, nó báo lỗi. Đấy.
Nên là cái sơ ý của em là khi là cái giao cho các bác là vệ sinh nó cũng không kỹ đấy, nên em đã kiểm tra rồi nhá các bác nhá. Chỗ hiệu còn đẹp này, một con Kivon nhá. Đấy. Nói chung là cái robot ấy thì là đa phần 9981 là sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Đấy, con này nó ghi Made in China đâu, em cũng chưa thấy Made in China này. Còn bản xuất Nhật thì nó có tiếng Nhật nhá. Con này không thấy tiếng, không thấy Made in China con này. Nhìn em giúp em Kivon nhá. Đấy. Em bán nhiều rồi. Nhưng dòng này là ít lỗi lắm. Đấy. Đấy. Chạy nhá. Cảm biến chống rơi cầu thang nhá. Này, em cứ để cho nó chạy nhau nhá. Đấy. Để bác xem. À, lại tắt này. Em lại tắt đi nhá. Đấy. Tắt này, cho chạy tiếp này. Đấy. Mặt kính nhất đẹp không nhá, khi vô màu đen. Đấy. Thay pin rồi các bác, thay pin khác rồi đấy ạ, thay pin mới rồi nhá. Một pin cũ của bác em sẽ trả các bác nhá. Cứ để cho nó chạy. Sạc thì cắm điện 220V 100V thoải mái các bác nhá. Này. Được chưa ạ? Mà cắm điện 220V cũng được. Đây em cho nó về đốc này. Đấy, à. Còn tìm đốc nó về này. Điều chỉnh rất vuông luôn. Được chưa ạ? Đấy. Mọi yên tâm sử dụng nhá. Yên tâm sử dụng. Sẽ là sẽ đi tiết lại vài lần cho nó yên tâm. Ok chưa ạ? Đấy. Cho về đốc nhá. Cái đôi điện thoại thoải mái quá nhá. Đấy. Về đốc à. Đấy. 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 Quay đầu nó sẽ tìm hướng nó đi vuông góc. Đấy. Chưa đâu, vì nó chưa chưa vuông được thì nó sẽ chưa chưa về được. Đấy. Nó sẽ tìm. Đấy. Quay đầu. Chỗ này nó hơi chật thôi nhá, nó hơi chật, nhưng mà cái bàn nó hơi nhỏ. Để kệ nó đã, đây cho nó ra đây cho nó về đằng này. Đây. Đấy. Ông định hướng được cái là ông thò đầu vào ngay. Ok, con này các bác nhá, đấy test như thế là kỹ chưa, đủ kỹ chưa? Này. Kivon, đấy như bác nào mà con này nhá tải app trên CH Play hoặc là iOS này. Đấy, về và bác mở ra và bác đăng ký này. Và nó phải có yêu cầu là kết nối với cái Gmail này. Đấy, sau đó thì làm theo hướng dẫn này. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy, và làm theo hướng dẫn và ấn hai nút này để nó nhận nhau này, kết nối Wi-Fi này. Đấy, bác nào có biết sử dụng và hiểu về công nghệ nhá thì sử dụng, còn nhiều bác không hiểu về công nghệ mà cứ đòi kết nối app là hướng dẫn các bác kiểu gì các bác không làm đâu, em nói thật như thế đấy. Đấy, nên bác nào hiểu về công nghệ thì hãy mua, còn bác nào không hiểu công nghệ mà cứ đòi app xong rồi bảo là không kết nối được trả lại hàng thì em không nhận đâu nhá. Kết nối ngon lành rồi đấy, con này hôm trước của cái bán cho một chị ở Quảng Ninh đấy, chị kết nối chạy rồi nhưng mà nó bị lỗi cái quay đầu cái thì nó lại nó lỗi. Vì tại sao? Vì cái của em thì em đã kết nối với Alfi rồi, em không thể kết nối được cái này vì cái Gmail có một thôi, em không kết nối được hai cái ứng dụng trên cùng một điện thoại, em thử nhưng không được. Đấy, thế các bác là cứ bảo là của tôi kết nối app xong rồi là lúc cứ chờ 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 ship ở đấy chờ, không kết nối app không được, không trả hàng, em không đồng ý đâu nha các nhá. Bác nào hiểu công nghệ thì mua, còn nếu mà không ấy đơn giản đấy, hết pin tự về sạc, ấn nút nguồn tự chạy, chạy xong nó tự về sạc, đơn giản đấy thôi. Còn có nhiều bác không hiểu về công nghệ xong rồi cứ nọ mọ không biết đến Gmail không biết là cái gì thì làm sao mà các bác kết nối điện thoại được, đúng không? Đấy, chia sẻ các bác trước như vậy. Hỏi là kết nối Gmail, hỏi là kết nối Gmail nó là cái gì thì thôi chịu được. Đấy, thì các bác không không kết nối được đâu. Đấy, nên là các bác lưu ý giúp em là hiểu về công nghệ thì hãy dùng cái app kết nối điện thoại, còn nếu mà không hiểu về công nghệ thì thôi cứ để cho nó chạy bình thường bằng cách bấm tay nhá. Đấy, điện thoại thì nó có thêm cái chức năng đấy là như hẹn lịch giờ làm việc ngày tháng thôi, còn chúng ta thực sự các bác cũng không cần dùng đến đâu. Đấy, chia sẻ các bác như thế mất lòng trước được lòng sau, không nhiều lúc các bác mua về lại không dùng được, không phải không dùng mà không kết nối app được lại trả đấy em. Ok không nhá. Đấy, con này mặt kính rất đẹp này. Chạy bon bon không nhá. Đấy. Đây mặt kính đây. Kivon màu đen nhá, mặt rất đẹp nhá. Đấy. Ok chị ạ.
sạc này cắm 220 rồi mà phải thoải mái mà. Vẫn 1,6 triệu thôi. Đó. 1,6 triệu. Mã số 11. Ngày 23 tháng 8 1,6 triệu bảo hành 1 tháng thôi nhá. Đấy, bảo hành 1 tháng. Đấy, trong quá trình sử dụng đây đây. Bác lưu ý giúp em. Thứ nhất là về cái hộp rác này. Hộp rác đây. Đây, ấn vào cái da cam này này. Đây như này nhá, ấn xuống. Móc nó ra. Đấy, và cạy nó đi. Đấy, vệ sinh bên trong hộp rác bên trong này nhá. Đấy. Vệ sinh hộp rác đi, đến hộp rác này. Đấy. Thứ hai là quả lô. Đấy, bác tháo hai này ra. Đấy. Cậy lên. Đấy, đưa quả lô này ra ngoài để xem tóc tai này có chui vào góc cạnh này không. Đấy. Trong này nó có bẩn không thì bác vệ sinh đi. Đấy, đấy là quả lô. Thứ ba là chổi này, bác cầm hai cái tai này, cầm nôi cân nhá, nôi cân nó lên. Đấy, thì nó sẽ ra cái chổi này đấy, đây này. Tóc tiếp nó chui đây này. Đấy. Tóc tiếp nó chui đây. Đấy, chúng ta vệ sinh nó đi. Trong này nữa. Đấy, được chưa ạ? Vệ sinh nó đi, trong này ấn nó xuống, ấn đúng vuông góc nhá. Cái này nãy thôi. Đấy, bên này cũng thế. Cầm hai cái tai nhá. Đây, cầm hai cái tai. Nhấc cân nó lên nó ra. Đấy, tóc tai chui đây hay là cái gì chui đây chẳng hạn. Chúng ta vệ sinh nó đi. Là nó chạy ngon lành thôi. Đấy, rồi cái này nữa, cái quả này. Bánh xe này tóc hay chui đây, mình cậy nó lên. Đấy, lấy cái tô vít như này nhá. Hướng dẫn các bác luôn cái vệ sinh những cái cơ bản của nó, còn bên trong chuyên sâu bên trong thì em đã vệ sinh rồi. Được chưa ạ? Đây. Cậy này lên. Nhấc hẳn này ra. Đấy, nhấc nó ra nha các bác nhá, nhấc hẳn nó ra. Đấy, chậm bon bon này, tóc tai nó chui đây, hay chui này. Vệ sinh đi nhá, vệ sinh đi. Cậy nó ra thôi. Được chưa ạ? Thế thôi. Đấy. Cho chạy về đốc đây. Lần nữa đây. Bật nguồn lên. Nhắm giúp em nhé. Cái mã 11 là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Có vào đón xem thì cảm thấy mã nào ưng ý phù hợp thì ủng hộ vợ chồng nhé. Đấy. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc các bác mọi điều an lành. Đấy, kênh bán hàng nhà em đây nhá. Đấy, mua hàng thì bác liên hệ trực tiếp qua đây. Được chưa ạ? Địa chỉ nhà em bán hàng nhà em là ở Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhá. Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội. Chào các bác.